Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin Bitcoin và Bitcoin. Ngày bây giờ là 1 giờ 17 phút sáng ngày 13 tháng 9 2023. Anh nhảy vô luôn. Thì nếu bạn tắt đi hết tất cả mọi thứ. Đây là Bitcoin. Ok. Giá của nó là 25 998 98. Vừa rồi. Bạn có thể thấy là những cái sự gọi là bập bên đẩy lên nè rồi sau đó đẩy xuống bất cứ lúc nào nó đẩy giá lên, đúng không? Nó cũng đáp cánh xuống bằng cái giá vừa rồi của nó trước khi đẩy lên. Ở đây cũng vậy. Ok, đẩy một cái veo đi lên đúng không? Đẩy một cái veo đi xuống, còn thấp hơn để, để rửa mọi người ra. Ở đây cũng vậy nha. Trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4. Ok. Thì cho những cái người nào mà đánh uh, những cái lệnh uh, long và short đó cẩn thận cẩn thận cẩn thận. OK, à, cái phần trăm nhiều nhất OK trong tài khoản của bạn, bạn nên chơi spot cho nó có sự an toàn à, 5-10%, có thể là 5% thôi chơi future nếu bạn muốn nhưng rất cẩn thận. Những cái tín hiệu mình cung cấp cho bạn nó chỉ dùng cho chơi spot không thôi, không có chơi future. Nếu bạn chơi future, bạn mất của, bạn còn cái nịch đó là lỗi của bạn. OK, không có lỗi của ai hết. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho bạn chơi spot ăn chắc mặt bền từ từ nghe từ từ ăn chứ không có tham ở đây ok mình vô đi ha thì vừa rồi là những cái mình tắt đi một chút xíu nếu bạn bạn thấy vừa rồi nó râu ria lên nó okay, râu ria lên đây ok con giá là 26.500 okay, 26.500 vừa rồi và nếu mà bạn tính nến không thôi thì là 26.200 mấy ok đó là những con giá mình chia sẻ cho bạn vừa rồi. 26.250. Ok. 26.450. Nếu con giá vẫn dưới 26.450, xác suất là gì? Lower, 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 có nghĩa là thấp hơn, thấp hơn và thấp hơn. Biết là vừa rồi. Nghe. Về đếm sóng. Ok, và lúc nào và cái sóng mà gọi là nó lúc nó đổi á, okay, từ xuống đúng không? Đổi thành lên đổi nó thành lên từ xuống đúng không từ xuống nè nó phải đổi thành lên đó thì mình cần năm sóng đi lên một cách rõ ràng nhưng năm sóng nó phải đi lên với một cái con giá gọi là ít nhất phải đánh vỡ những cái kháng cự vừa rồi cái là cái kháng cự vừa rồi là 26 mươi 250 26 mươi hai mươi sáu đúng không một con giá mình chia sẻ cho bạn cái đây khoảng 3 tới bốn tuần rồi nó lên như vậy nó râu ria lên nhưng mà nó không có cố định râu ria thôi là sau đó nó hồi lại thì không có tính. Năm sóng đi lên nó vừa rồi nó có năm sóng đi lên. Nhưng mà gọi là râu ri lên thôi nghe. Chứ nó không có cố định, nó phải cần cố định mới được. 8 giờ hoặc hơn nằm trên cái con giá là 20. 6450. 450 Được rồi năm sóng đi lên nè. 1 2 Mình có thể tắt hết tất cả này. 1 2 3 Ok. Mở lên lại. 4 5 Nhớ là lúc nào mình nói là lúc nó sóng nó đi lên thì phải là năm sóng thì đây. Bạn có thể zoom vô chút xíu. 1 2 3 4 5. Nhưng bạn thấy để mà về đếm sóng á thì nó gọi râu không bạn thấy nó đang râu không À? Và cho những người nào nghe, cho những người nào mà chưa biết đọc nến á, bạn nên đăng ký cái lớp nến. Tầm đâu khoảng có 600 000 Nghe. Vừa rồi mà cái sự mà ở đây nè. Nếu bạn biết đọc nến thì rất là dễ cho bạn chốt một cái đơn này nếu bạn biết đọc nến và cái lớp nến cái video thứ hai đã được đẩy ra ok nếu bạn đọc được cái vùng này đọc nến tại sao là chỗ này là chuẩn bị nó bay một cái vèo đi lên thì bạn đã chốt một cái đơn rất là ngon ok cho những người nào mà ngồi máy tính ok thì cái trend nó đổi từ xuống trở thành lên thì bây giờ nó có năm sóng đi lên rồi ok sau năm sóng đi lên là gì lúc nào mình cũng nói hết nó sẽ có ba sóng đi xuống thì ở đây bạn có thể có thể đếm là một hai ba ba sóng đi xuống Ok. Sau 3 sóng đi xuống là gì? Ok. Nếu mà cái trend nó tiếp tục đi lên thì nó phải có 5 sóng đi lên cùng giống như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Thì 5 sóng đi lên là màu đen rồi nè. 3 sóng đi xuống là màu xanh nè. Đúng không? Thì bây giờ xác suất nha. Nếu nó vẫn nằm trên được cái vành đen này. Vẫn trên, nằm trên cái vành đen này á. Thì xác suất nó sẽ có 5 sóng đi lên. 5 sóng đi lên. Ok. Thì vừa rồi là nó cố gắng, nó cố gắng lên nó đánh vỡ 26.250 26 ngàn 26 ngàn 26 ngàn 450 Thì đây là cái lần kế tiếp nó sẽ cố gắng nha Nếu mà nó không cố gắng được Mà nó nằm rớt, nó rớt xuống dưới cái vành đen này luôn á Thì mình biết là gì Nếu mà nó không lên Nghe mà nó nó cắt xuống cái vành đen này nha cái đây là một cái kìa nghe là ngay bây giờ là có thể dùng là một cái cái cái, cái vành mà nó chia cách lên hoặc xuống cho bạn lên hoặc xuống cái bàn đen này Ok nó cắt xuống cái bàn đen này là mình biết là xác suất là xuống xuống và xuống rồi dễ hiểu mà đúng không okay. những người nào không hiểu ghi bên dưới ok là không hiểu ok um, thì rõ ràng để ngay ngay bây giờ đây là những con số trước đây mình chia sẻ chứ không phải là 26.500 27.000 nó đã nằm ở trên bàn khá là lâu rồi và cái bàn đen này là 27.700 27.700 và không chỉ vậy nữa cái điểm đỉnh vừa rồi của nó đây điểm đỉnh của nó là 28.170 nha. Để nghe để mình biết cái đây là có thể là những cái sóng nhỏ đi lên là năm cái sóng hồi nhỏ đi lên thôi. Mình cần cái sóng hồi nhỏ này á ít nhất là nó phải nằm ở trên 26.450. Sau đó nó có ba thì nó đang xảy ra nè, ba cái ba cái sóng hồi xuống rồi tiếp tục đi lên nữa nhưng phải đánh vỡ cái con này là con đầu tiên. Ok. Còn không có là chết chết và chết thì có nghĩa là xuống thấp hơn, lower Ok. Sau đó cái con cá kế tiếp nó phải cần đánh vỡ là 27.500, 27.500. Và cái cuối cùng á, đây là first proof nè. Là nó nói uh, nó đã đổi rồi, Sống đã đổi từ xuống đổi thành lên, từ xuống đổi thành lên. Ok. Đây là chứng tỏ đầu tiên. Chứng tỏ thứ hai. Và cái chứng tỏ thứ ba. Ok, chứng tỏ thứ ba là nó đánh nó đánh bại cái đỉnh vừa rồi của nó. Ok. Đây cái đỉnh vừa rồi của nó. Ok. Từ đây lên đó Ok, coi thử là bao nhiêu phần trăm nữa. Đâu khoảng cả 8% nữa. Nhớ ngày mai là một ngày bay bổng CPI sẽ được đẩy ra. À, thống kê lạm phát. Ok, Fed chuyên gia dùng sẽ để 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 quyết định tăng giảm lãi suất hay là sao sao đó vân vân. Ok, sao sao đó. Ok. Thì, uh, ngày mai là một ngày quan trọng. Thứ năm là một ngày quan trọng. Ok, nó sẽ chỉnh sửa cái thị trường này. Ok và nhớ những gì vừa rồi bạn trải nghiệm á, sự đẩy đưa này, sự đẩy đưa này, sự đẩy đưa này và sự đẩy đưa này, thì những cái ngày tới đây nó cũng vậy thôi, chứ không khác gì đâu, hết. nhưng mà chủ yếu là bạn biết cái vùng nào <laughs> nó đẩy, uh, gọi là ở đây nếu mà nó đẩy đưa lên vậy mà bạn mua cái vùng này lên bằng chốt đơn đúng không? thì dựa theo những cái tín hiệu của mình, nó okay. dựa theo để chốt đơn, yeah. thì uh, đây lên điểm đỉnh của nó cái, cái 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 gọi là cái chứng tỏ cuối cùng của nó đúng không chứng tỏ đầu tiên chứng tỏ cuối cùng đóng dấu đóng dấu trend đã thay đổi từ xuống đổi thành lên từ xuống đổi thành lên cái okay, cắn các con này đầu tiên các con này kế tiếp các con này thứ ba để mình biết sống đã được thay đổi hoàn toàn và nếu mà nó cắn luôn con này 28.170 ok thì mình chuẩn bị cho những con giá giống như à, 29.000 30.000 31.000 32.000 có thể đi lên luôn tới 40.000 ngay bây giờ đúng không À, cái rõ ràng trong tiền tử nó bay rất nhanh. cái okay? và cái con tàu lúc mà rời á thì nó không có muốn bạn ở trên cái con tàu này đâu. Nhưng ok hồi nãy là mình nãy giờ là mình nói trường hợp đi lên đúng không? Nhưng nếu mà nó không đánh vỡ được cái con, cái, cái đỉnh này. Không đánh vỡ được cái cái đỉnh này, ok. Đỉnh này là cái đỉnh quyết định nè, ok không đánh vỡ. Thì xác suất vẫn là là gì? Xuống xuống và xuống. À, xuống thì vẫn là những cái con giá nó vẫn vậy trong khác gì hết, 23.900. À, 23.900 cho tới 22.000 là con giá. 23.900 tới 22.000 là lúc mà nó xuống. Nó sập và thì nó xuống vậy. Đây là có những cái sóng vừa rồi mình đếm là sóng xanh nè ha. Thì mình để cho nó chạy thêm một ngày nữa. Nếu mà nó tiếp tục đi lên thì những cái sóng xanh và sóng đỏ này mình sẽ xóa nó đi bởi vì nó đã phá vỡ. này bất cứ một cái sóng nào mình vẽ nó có thể phá vỡ bất cứ lúc nào chứ không phải là nó đi nó đi theo hoàn toàn 100%. Mình ở đây nghe lại mình đi theo giá và nến và những cái trend này thì vừa rồi là mình nói nếu nó phá vỡ thì mình sẽ xóa và mình sẽ gọi là giải thích nghe vẽ những cái cái cái, cái sóng mới cho bạn ok thì đây là năm sóng đi lên một đèn ok ba sóng đi xuống thì cái tiếp tục dựa theo sóng á, thì nó sẽ đi lên nghe nó đi lên và nó sẽ nằm trên cái bàn đèn này ngay bây giờ riêng ngay bây giờ để nó tiếp tục đi lên nghe thì để nó tiếp tục đi lên để nó tiếp tục đi lên có nghĩa là vừa rồi là nó có năm sóng đi lên màu đen nè ba sóng đi xuống màu xanh nè đúng không thì bây giờ để nó tiếp tục đi lên thì nó phải nằm ở trên cái con giá là 25.200 nếu nó vẫn nằm trên được 25.200 thì cái chỗ đó có thể làm cái vùng mà bạn có thể mua vô nếu nó nó cho là ví dụ nó bập bên đi xuống lại đúng không xuống lại xuống lại nhưng mà nó xuống 25.200 xong cái nó bắt đầu lết lên lại 25.300 25.400 thì có thể là bạn có thể vô hàng để bạn cắn cái đơn kế tiếp năm sóng đi lên cũng giống như đây 1 hai ba bốn năm ok bạn cắn cái sóng năm cái sóng đi lên kế tiếp nếu mà nó ngừng chân ở đây và bật bên đi lên ok thì mình sẽ setup up một cái là năm hai ngàn ok nếu nó chống được thì nó bật bên đi lên thì mình sẽ gọi là nằm tút ở dưới đây là ok nó xuống nó nó xuống tới đây và thấy nó bật bên đi lên bật bên đi lên thì mình sẽ là người thu âm vào để mình lên chốt cái đơn kế tiếp là năm sóng đi lên ok à, mua vô bán ra mua vô ra uh, nhớ là có thể là những cái sóng tới đây là nó có bật bên đi lên nha nhưng nó nếu nó không không, không cắn được những cái điểm những con giá vừa rồi mình nói là 26 ngày 250 26 450 Ok thì xác suất vẫn là Ok và con giá này luôn Ok xác suất thì sau này nó có sẽ là vẫn là xuống xuống và xuống Ok uh, nó đã chứng tỏ lần đầu tiên nó đã chứng tỏ là năm sóng này đi lên ba sóng đi xuống nhưng bởi vì sao? Bởi vì nó không nằm trên được cái con giá này, ok? Bởi vậy thì xác suất nghe xuống dài hạn vẫn nhiều hơn lên, xuống vẫn nhiều hơn lên. Ngoại trừ nó đánh vợ con này và đánh được con này dài hạn, ok? Ngắn hạn thì ngay bây giờ nó vẫn có thể bật bên đi lên, nghe? Nhưng bởi vì nó chưa cắn được cái con này, con này mình đã chia sẻ cho bạn cách đây hai ba tuần rồi, ok? Ba bốn tuần rồi, ok? Thì thì chưa cắn, vẫn chưa chưa đánh đánh vợ được, ok? CPI là ngày mai ha, làm phát À, những con giá này vẫn vẫn nằm trên bàn ngay bây giờ, ngay vẫn nằm trên bàn. Và thấp hơn những con giá này là những con giá này. Con giá này mình có thể thay đổi nó thành 10 18.000 cho nó. Bởi vì bởi vì những gì vừa xảy ra. Xin lỗi bạn. mình à, okay. Mình không có đủ tài liệu mà mình đã nói à, mình nói là cái à, mình đã tạo đáy nha. Không có tài liệu mình có đáy bởi vì sao? Nó chưa cái đấy đã cái, cái, vừa rồi đây là đấy rồi chưa có đủ tài liệu bởi vì sao nó chưa có đánh vỡ được cái con này ok, chưa đủ tài liệu để nói nói như vậy các hai mươi hai hai mươi hai và ba mươi và hai mươi bốn vẫn nằm trên bàn nha yeah. okay. những cái gì nó đang xảy ra thì có thể là ngắn hạn thôi và nó sẽ đẩy xuống lại nghe, yeah. cẩn thận cẩn thận và cẩn thận ok à, ngoại trừ nó lên nó đánh vỡ cái thằng này đây okay, này cái này, này là cái này là, này là chứng đỏ đầu tiên chứng tỏ thứ hai okay. à, nhớ là nó sẽ cố gắng rửa bạn ra sự xã hội nha rửa ra cái thị trường giống như, 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 như cái những cái đợt này những cái đợt này những cái đợt này nha nó sẽ cố gắng nó làm nó, nó gọi là chop nó gọi là cắt bạn ra từng khúc đó. nếu bạn không biết bạn đang làm cái gì thì nó sẽ bạn sẽ bị từng khúc nha bạn sẽ bị <laughs> cắt ra từng khúc nếu bạn không biết bạn đang làm cái gì okay. à, vừa rồi là đây đọc nến là bạn có thể chốt được cái đơn này rất là dễ dàng vừa rồi ở đây nếu bạn biết đọc nến thì bạn sốt cái đơn này rất là dễ dàng nha à, tại sao ok à, biết vậy ok coi cái video nến mình đã gửi vô trong hộp thư của bạn vậy, vậy thôi à, vẫn chống được ở đây nha vẫn chống được ở đây thì nó sẽ có một cái sóng lên nữa nha còn nếu mà nó không chống được ở đây thì không chống được 25.200 thì mình chuẩn bị cho những con số giống như 24.000 và giữa ngay 24.000 và 22.000 cái okay? nếu không ở đây không chọn được vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người